Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong cái video lần này, mình chia sẻ cho các bạn một cái tính năng cực kỳ hay và mới dành cho những ai mà đang sử dụng điện thoại iPhone nhé. Đó là cái tính năng giúp cho chúng ta có thể khóa được một cái ứng dụng bất kỳ bằng cái mạng Wi-Fi cố định nhé. Có nghĩa là khi các bạn khóa cái ứng dụng đó vào cái mạng Wi-Fi nào đó, thì khi ra một cái mạng Wi-Fi khác hoặc là một cái dữ liệu di động khác thì các bạn sẽ không vào được cái ứng dụng đó nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn để thực hiện làm cái điều này nhé. Đó, đầu tiên thì các bạn cần phải cho mình một cái phím tắt nhé. Thì những cái dòng điện thoại đời cao thì hầu như là nó đã có sẵn cái phím tắt này rồi. Còn các bạn nào mà chưa có đấy, những cái dòng điện thoại đời thấp ấy thì nó chưa có, thì các bạn cần vào cái cửa hàng App Store để các bạn có thể tải cho mình cái phím tắt này nhé. Đó, thì mình đã tải phím tắt này rồi. Giờ mình sẽ tiến hành mình vào cái phím tắt này nhé. Đó, và khi mình vào cái phím tắt thì nó sẽ ra cái giao diện như này nhá. Thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là tự động hóa này. Các bạn tiếp tục, các bạn sẽ chọn vào cho mình cái mục là tạo mục tự động hóa cá nhân nhá. Đó, thì ở đây thì các bạn sẽ kéo lên. Các bạn sẽ tìm đến cho mình cái dòng là ứng dụng này. Đó, thì ở đây nếu mà của bạn nào nó tích vào cả cái phần bị đóng này thì các bạn sẽ bỏ đi nhá. Các bạn chỉ chọn cho mình cái phần là được mở thôi. Sau đó thì ở cái phần dòng ứng dụng này thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái ứng dụng bất kỳ để các bạn muốn khóa nhá. Mình chọn vào đây. Và mình sẽ tìm đến cái ứng dụng Facebook này. Và mình sẽ tìm đến ứng dụng Zalo này. Đó. Thì các bạn có thể liền lúc các bạn có thể cài được nhiều cái ứng dụng để các bạn khóa bằng cái mạng Wi-Fi này nhá. Tuy nhiên thì mình sẽ chỉ chọn hai cái ứng dụng đó thôi, là Facebook và Zalo, và mình sẽ chọn xong này. Đó, và ở đây thì mình sẽ chọn tiếp này. Và các bạn sẽ chọn cho mình thêm tác vụ này. Ở đây thì các bạn ở chỗ cái thanh tìm kiếm ứng dụng này và tác vụ thì các bạn sẽ chọn đây cho mình. Và các bạn sẽ gõ cho mình là màn hình khóa nhé. Các bạn sẽ tìm đến cho mình cái mục là màn hình khóa này. Đây, màn hình khóa. Và ở dưới cái phần là tìm kiếm ứng dụng và tác vụ này thì các bạn sẽ tìm cho mình thêm một cái từ khóa nữa là lấy chi tiết mạng nhé. Đây. Và ở đây thì có đến cái mục là gợi ý tác vụ tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào cho mình cái phần lếu đi nhá. Các bạn chọn vào dấu cộng này. Đó, thì ở đây thì các bạn để ý này, cái phần chi tiết mạng có cái chữ điều kiện này, nó đang mờ đi thì các bạn sẽ chọn vào cái phần điều kiện cho mình nhá. Đó, thì các bạn sẽ chọn cho mình cái dòng thứ hai là không phải là. Đó, thì ở đây thì sẽ có một cái ô bị mờ đi là văn bản, thì các bạn sẽ điền cho mình cái tên mạng Wi-Fi mà các bạn muốn khóa nhá. Tức là chỉ khi vào cái mạng Wi-Fi này thì các bạn mới sử dụng được ứng dụng này. Còn ra cái mạng Wi-Fi khác thì các bạn sẽ không sử dụng được ứng dụng này nhá. Nó sẽ tự khóa vào. Và mình sẽ kéo lên nhá. Mình sẽ vào cái Wi-Fi của mình nhá. Để mình xem cái mạng Wi-Fi nhà mình. Đó, thì ở đây thì Wi-Fi của nhà mình đang là khách hàng ấy nhá. Thì các bạn nhớ là các bạn phải gõ đúng từng chữ như thế nào thì các bạn phải gõ giống như vậy nhá. Đó, khách hàng của mình là viết hoa không dấu nhá. Chọn vào đây, mình sẽ chọn vào đây khách hàng. Khách hàng không dấu đây. Đó, xong rồi thì các bạn sẽ chọn cho mình là tiếp nhá. Ở đây thì cái mục là hỏi trước khi chạy thì các bạn sẽ tắt đi cho mình. Đấy, và ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình là không hỏi này. Và mình sẽ chọn xong này. Đó. Đó, thì các bạn để ý đây, khi mình vào cái mạng Wi-Fi nhà mình thì nó vẫn vào bình thường đấy nhá. Tuy nhiên thì mình sẽ thử bằng một cái mạng Wi-Fi khác nhá. Mình sẽ quay trở lại này. Mình sẽ vào cái mạng Wi-Fi khác nhá. Để cho các bạn xem nhá. Đó, mình sẽ kết nối cái mạng Wi-Fi khác để xem sao nhá. Sẽ kết nối này. Đó, vậy là mình đã kết nối một cái mạng Wi-Fi khác nhá. Giờ mình sẽ thử vào cái Facebook đó xem có được không nhá. Vào Facebook này. Đó, các bạn để ý, khi mình vào cái Facebook bằng một cái mạng Wi-Fi khác thì nó sẽ tự khóa cái ứng dụng. Đây nhá. Đó, các bạn để ý này, khi mình vào cái ứng dụng Facebook mà mình đã khóa bằng một cái mạng Wi-Fi khác thì nó sẽ khóa lại, nó không cho mình vào cái ứng dụng đó nhá. Đó, cực kỳ là hay. Và mình vào ứng dụng Zalo này cũng vậy,
Có thì nó sẽ tự khóa cái ứng dụng này vào nhá, được là không cho mình mở bằng bất kỳ cái mạng wifi khác mà mình đã khóa rồi nhá. Đó, thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.